Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là chiếc Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2011. Chiếc xe thân vỏ mỏng, ma tít bả rất là ít, sơn xịn nhiều. Với chiếc xe sản xuất năm 2011, keo chỉ zin 100%, máy êm, số ngọt, côn số nhẹ nhàng, thì chiếc xe này được đánh giá là một chiếc xe quá rất là hoàn hảo cho quý vị mua về sử dụng. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, số sàn. Với các tính năng trang bị như gương kính chỉnh điện, đầu CD 6 đĩa, điều hòa ô tô, đèn pha ô tô, gạt mưa ô tô. Chiếc xe này phục vụ đi gia đình cũng được, mà các bạn làm dịch vụ cũng được. Chiếc xe này động cơ 1.6 MT, được trang bị động cơ 1.6 MT, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ 7 đến 7,5 lít trên 100 km. Đối với cái dòng xe sedan thì Cruze được khẳng định rằng là một dòng xe rất được ưa chuộng, bởi vì kiểu dáng, từ kiểu dáng cho đến chiều dài cơ sở, chiều ngang, chiều rộng, xe nó thiết kế dài hơn, rộng hơn so với những chiếc xe sedan thông thường. Vì vậy cho nên là đưa lại cái cảm giác rộng rãi, và thật sự rộng rãi luôn, cốp rất rộng. Xe được trang bị 4 la răng đúc, đèn pha và đèn hậu, mặt cản trước và cản sau trông rất đẹp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011, biển số Hà Nội. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Xe keo chỉ zin 100%. Về nội thất chiếc xe thì ghế da còn khá mới, táp ly táp lô còn đẹp, keo chỉ zin. Đây ạ, đây là nội thất của chiếc xe. Táp lô táp ly còn rất đẹp. Xe được trang bị đầu CD 6 đĩa, điều hòa ô tô, gương kính chỉnh điện, gạt mưa ô tô. Đây là ghế da, toàn bộ ghế da và mặt táp lô, táp ly còn rất đẹp. Xe cam kết không taxi, không dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước, keo gì chỉ zin 100%. Xe được trang bị động cơ 1.6 MT, máy êm, bốc, côn số nhẹ nhàng, số chuyển, cửa số rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ quay đến khoang máy của chiếc xe. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966, với giá là 315 triệu đồng. Đây là khoang máy của chiếc xe. Máy móc khô ráo, êm bốc, số má, côn số nhẹ nhàng. Xe cam kết keo chỉ zin 100%, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 315 triệu đồng. Mình xin nhắc lại, Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011, bản số sàn MT. Xe keo chỉ zin 100%, không taxi, không dịch vụ, không tai nạn, không ngập nước,
đang được chào bán với giá là 315 triệu đồng. Chiếc xe này mức tiêu thụ nhiên liệu là 7 lít trên 100 km, đường hỗn hợp. Các bạn xem xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương. Xin chân thành cảm ơn những quý khách hàng đã đang và sẽ mua xe tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương. Những bạn nào chưa mua, những bạn nào chưa có điều kiện mua cũng có thể xem để tham khảo, biết thêm về các dòng xe, đời xe, giá cả xe và những cái thông tin chúng tôi đưa đến. Nó không bao gồm nằm ở chiếc xe, chúng tôi còn đưa đến nhiều thông tin khác, rất nhiều thông tin khác đưa kèm theo trên kênh của Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào quý khách và hẹn gặp lại quý khách ạ.